Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, năm nay em 29 tuổi. Thì hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty phân phối thiết bị nhà thông minh của Đức. Em đang sinh sống ở đâu? Dạ, em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy cưng? Dạ, ở Bình Thạnh. Mời em trai ạ. Em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và bạn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Anh Tuấn, quê ở Đắk Nông. Hiện tại năm nay 31 tuổi, công việc của em là lái xe du lịch. Em lái xe như vậy là lái cho gia đình mình luôn hay là em lái cho công ty? Em lái cho của em á chị. Xe của nhà luôn. Xe nhà luôn hả? Dạ chị. Rồi vậy là công việc làm ăn rồi cũng ổn định rồi. Ổn định. Nếu bây giờ mình lấy vợ mình ở đâu Tuấn? Dạ em có miếng đất rồi. Rồi khỏe vậy không cần phải lo gì hết. Có vợ là có nhà ha. Chúc mừng Tuấn luôn. Nhà trai tôi bây giờ chỉ có vợ là tôi xây nhà luôn đó nha. Có đất rồi, ngon rồi. Bây giờ mình tới với cái phần gọi là ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, nếu mà nói về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người rất là năng động, nhiệt tình nữa. Với lại em rất là dễ giao tiếp với mọi người xung quanh. Về điểm yếu thì em hơi nóng tính, em rất là kỹ tính trong công việc. Với lại em rất là tôn trọng lời hứa. Những cái bạn mà nói chuyện với em mà chỉ cần là thốt ra một lời hứa nào thôi thì em sẽ nhớ rất là lâu. Rồi em nếu mà bạn không thực hiện được thì em cảm thấy là không được. Ngờ nghỉ chơi người ta luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Đó, nhà gái của chúng tôi là rất rõ ràng trong những cái chuyện đó, cái gì hứa là phải làm. Nhà trai tôi không hứa cũng làm. Dạ đúng rồi anh. Còn hứa khi làm khi không. Em đã hứa là phải làm anh. Nói vậy thôi, bây giờ là nói cho nhà gái biết đi. Mà ưu điểm khuyết điểm của mình là gì là Tuấn? Ưu điểm của em á thì hứa là làm và làm nhiệt tình. Nhiệt tình luôn? Dạ. Hứa là chở? Dạ. Chở là tới? Tới bến luôn anh. Tới bến luôn. Có khuyết điểm gì không Tuấn? Dạ em rụt rè, ít nói anh. Đúng đối tượng em vẫn nói nhiều. Mà quan trọng là nhà trai là ngày xưa là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ không được mấy năm đâu anh. Được 3 tháng 4 tháng thôi. Là dài nhất đó hả? Dạ. Trời đất ơi, còn mối kia chắc... quá vậy. Mối kia chắc 1 tháng hả? Dạ, cũng vậy anh. Sao vậy? Tức quá, đi qua hỏi coi. Chào em chị. Sao vậy? Sao mà quen có 2-3 tháng rồi chia tay vậy? Dạ, em do em rụt rè quá hay gì? Rè nhút nhát. Dạ. Rồi giờ bớt rụt rè chưa? Dạ, bây giờ bớt rồi chị. Bớt thiệt chưa chứ? Dạ rồi. Này quen là quen luôn, lấy luôn nghe. Dạ, đúng rồi. Hứa nghe. Dạ, em hứa. Bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng được 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là năm em học cấp 3 là gần 2 năm. Được 2 năm đó. 2 năm, vậy là cũng dài, có kinh nghiệm yêu hơn bên đây. Có về gì chỉ dạy bên đây tình yêu nha. Bên đó không chừng rồi tới khâu nắm tay là chia tay đó. Sợ quá, nhát quá, chia tay luôn. Nắm rụt rè mà vừa đưa tay rụt. Trong khi đó con gái người ta muốn nắm tay muốn chết luôn vậy mà họ không chịu nắm. Đó là một trong những cái điều mà bất thuận lợi. Cố gắng bên đây chủ động giùm nhà trai tôi nha. Dạ được. Dạ được ha. Đó, ngon lành luôn. Bây giờ mình nói cái tiêu chí có bạn trai của mình là như thế nào đi. Em thích những bạn nam cao thì ít nhất là từ 1m7 trở lên. Thiếu chút được không? Xem thì cũng được. Không, thiếu cũng nhiều đó. Mình phải nên chấp nhận thực tế một chút. Ủa, tôi có dài, tôi có này kia đủ điều kiện tôi lên. Dài ngắn nó không có quan trọng. Đúng, quan trọng là cái tính tình, cái tấm lòng mình nữa. Em mong muốn là bạn nam sẽ là một người chín chắn và nhường nhịn em trong những lúc mà cãi vã nhau. Nhường hết luôn. Không dám cãi một tiếng nào hết trơn. Luôn. Có công việc ổn định, có tài chính. Ta có xe riêng, đất riêng luôn. Xe riêng, đất riêng, có đầy đủ điều kiện kinh tế là ngon rồi. Chỉ lo yêu ta là được. Tất cả mọi thứ chỉ cần lo yêu người ta thôi. Còn mọi thứ để người ta lo. Được không? Được. Đó. Rồi bên mình nè, mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em trai? Mẫu người lý tưởng của em là hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ. Còn gì khó hơn nữa không? Không, em chỉ vậy là đối với em hạnh phúc lắm rồi. Cô này dễ thương, cười tươi lắm. Sẽ chủ động làm. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị bạn của em. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh ạ. Thì theo ý em thì bạn nam này sẽ hợp với Tuyết nếu mà bạn nam thì thật sự chủ động nhiều hơn nữa. Dạ. Bạn Tuyết có thể bù đắp những cái phần rụt rè của em, nhưng mà chị nghĩ là em cần phải chủ động thiệt là nhiều. Dạ, thì Tuyết sẽ cảm thấy an toàn hơn. Dạ. hợp lý á, rất là hay, rất đó là hay á. Đúng là có những cái thứ mà mình phải chủ động. Em ít nói nhưng mà hành động em sẽ chứng minh cho bạn gái em biết. Ok, hợp lý. Trời ơi, thấy chưa, nói vậy chị yên tâm chưa. Ít nói thôi chứ không phải ta ít làm nha. Thì nếu như mà cả hai có duyên kết hợp với nhau á, thì chị sẽ cố gắng theo dõi và động viên em để em có thể chinh phục được Tuyết dễ dàng hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì giúp đàn trai tôi ha. Cảm ơn nhà gái. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với hai mợ và chị em. Chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Bạn gái bên này cũng xinh xắn, dễ thương, dịu dàng. Thì hai cháu lên cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Nếu có được chữ thương thì sẽ mọi chuyện sẽ được đi xa hơn. Dạ, cảm ơn mợ. Rồi, bây giờ mình mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi anh. Cảm ơn em. Mở quà đó coi cái gì? Cuốn sách anh ạ. À, rồi, đọc sách ha. Bây giờ nào để phá tan cái bầu không khí căng thẳng rụt rè này, Tuấn hát bài tặng bạn gái coi. Chơi na chơi nhau nhé, đôi ta cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó này, anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều in gió khi em khẽ ru làn môi mềm, làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời, và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời. Kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. I love you so. Yeah. Đứng ra Tuấn. Mình thông báo với nhà trai biết nhà gái của tôi là một dancer. Vậy à? Tao nhảy đi. Em xin phép cởi giày ra. Tại cởi giày ra em. Cho một chút âm nhạc. Quay mặt cho bạn gái xem nào, bạn trai xem nè. Mà nhảy với bạn trai kìa em ơi. Trước mặt bạn trai xem kìa. À. Bây giờ bây giờ đó, để nguyên. Em thấy vậy. Bây giờ cặp này nhảy chung với nhau, em nhảy cho bạn trai nhảy theo coi hợp lý không nào. Nhạc em mở lại, bây giờ em chỉ vài động tác cho bạn trai nhảy theo thôi. Đúng rồi, hai đứa quay mặt vô nhau đó, nhảy con hợp lý nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Bạn trai nhảy theo, bắt đầu. Hơi khó nha. Đấy đó, bạn trai cứ nhảy theo được gì hay đó. Hợp lý, được quá. Trời ơi, nhà trai tôi học hơi bị thông minh rồi nha. Dẻo lắm, đừng có giỡn. Hai bạn này về chung một nhà vui à. Lúc nào cũng nhảy nhót, giận là đem nhạc ra nhảy thôi. Đúng rồi, sống mà rồi nhảy cho nó vui không. Anh cảm nhận là em rất dễ thương, phù hợp với tiêu chí của anh đề ra. Dạ em cảm ơn. Thì ấn tượng đầu tiên của em với anh thì anh thấy rất là hay, nhìn cũng rất là có vẻ là nhút nhát á. Đúng rồi. Và em thì thích người chủ động nhiều hơn một xíu nữa. Em sẽ cố gắng chủ động nhiều hơn. Dạ. Em có thích học võ không? Sai lầm này khi dạy vợ học võ đó cưng. Không sao đâu. Đừng đưa ra vấn đề đó cưng ơi. Mốt về có gì mệt mỏi lắm. Nói vậy là nhà trai biết võ hả? Dạ em biết. Biểu diễn dài đường được không? Dạ em tới đây cũng muốn chia sẻ cho mọi người một số thế để tự vệ. Em xin mời anh. Gì? Em xin mời anh. Gì? Không, anh chỉ tấn công em thôi. Em ví dụ như tấn công từ trước hay từ sau? Đừng đánh anh nha. Dạ. Ví dụ như đối phương ôm đằng sau đi, anh ôm em, ôm chặt chưa? Ôm thôi đừng mò. Người ta kêu ôm mà. Anh ôm siết vô. Rồi một cái nữa. Mạnh quá. Còn một cái nữa mà đối phương nó chụp cổ mình. Chụp cổ mình. Chụp cổ đúng không? Dạ, chụp cổ em. Mình sẽ phá từ trong ra ngoài. Chụp vô cổ, đâm vô. Thôi được rồi. Dạ. Lực nó ghê lắm. Mới ôm nhẹ thôi, làm lực bất ngờ bật ra liền luôn. Trời ơi quỷ sứ đàn ông mạnh quá. Sứ đàn ông mạnh quá. Quá đàn ông rồi. Xin lỗi. Chú Linh mà bên đây nhìn nó kỳ lắm. Sức mạnh nó kinh khủng khiếp. Mới chạm nhẹ thôi, bật ra liền luôn. Thành ra nó bảo vệ là... Nhiều đó là đủ thấy học. Bạn ấy có khả năng bảo vệ em tuyệt đối rồi. Còn bao lâu mình có thể kết hôn được em? Em thì hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Nhưng mà nếu mình có duyên tiến tới hôn nhân thì em cũng thoải mái. Cứ tùy theo duyên số thôi. Anh cũng xác định 6 tháng tới 1 năm thôi. Em tiến tới nắm tay bạn gái. Em nói hết những cái suy nghĩ về người đối diện mình đi. Rồi mình tiến hành... chuyện bấm nút thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng mặt bạn gái, nói hết cảm nhận của mình về người đối diện. Và hôm nay anh tới với đây gặp em, anh rất là vui. Anh rất mong hai chúng ta cho nhau cơ hội để đi tới xa hơn. Dạ rồi. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau khi mình giao lưu với nhau, cùng gặp gỡ nhau, nắm tay nhau, hát với nhau, vui với nhau, nhảy với nhau rồi. Bây giờ thì hai bạn hãy suy nghĩ và quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Tại sao vậy? Sau những cái điều vừa rồi mình giao lưu với nhau, sau cái nắm tay đó thì em cảm giác là mình vẫn chưa có một sự rung động nào với bạn nam. Mình là Thế Kiều, hãy tụi mình trên Switch của bờ nha. Tôi tên là Tổng Trường Giang, sinh năm 1973. Lớn lên thì từ ngoài Bắc là đã vào trong Sài Gòn, thì sống từ nhỏ tới lớn. Nói chung là mồ côi, sống tự lập tất cả. Sinh ra gia đình có một cái truyền thống cách mạng, nhưng với tôi thì tôi bỏ quần ngủ sớm quá. Tôi làm kinh doanh bên bánh mì. Mình làm thợ làm bánh mì. Đúng rồi. Nhà ở Bình Phước thì có vợ đầu tiên thì đã chia tay đây mười mấy năm rồi. Gặp thêm một người nữa, nhưng cái điều sự người ta dối gian quá, thành ra mình không có hợp, mình chia tay. Ly thân 12 năm rồi bắt đầu mới quyết định đến ly dị. Ly dị thì tôi có gặp lại một người ở Tiền Giang. Khi mình về đó mình dạy bánh mì á, thì gặp được cô ta. Nhưng cô ta lúc đầu thì rất tốt, nhưng lúc sau về quyết định lấy chồng rồi thì cô ta có một cái nhân cách sống nó không rõ ràng. Có đứa con nào chưa? Cô vợ đầu thì 2 đứa con, lớn nữa 24 với 23 nè. Rồi giờ ở với ai? Đã ở riêng hết, tại vì khi hai chồng ra là hai chồng tôi đều không ai lấy tài sản, tất cả đây cho con. Rồi thì mình cũng có nghề, mình cũng làm ra tiền thì mình đi ra tay trắng. Bây giờ hai đứa con còn liên lạc với anh Giang không? Vẫn còn. Vẫn còn. Có gia đình hết chưa? Chưa. Hai đứa gái đang ở đâu? Hai đứa con trai hết. Hai đứa trai đang ở đâu? Đang ở Bình Phước. À, Bình Phước. Còn anh Giang lỡ? Đang ở Đà Lạt. Đà Lạt. Có nhà riêng ở Đà Lạt không anh? Không, là tất cả là ở dưới Tiền Giang, xong rồi để lại hết cho vợ cũ là vợ luôn. Tức là mình đi ra mình làm lại từ đầu. Đó là hoàn cảnh và lý lịch trích ngang của nhà trai. Dạ. Và bây giờ thì chị giới thiệu về bản thân mình nha. Em xin chào Quyền Linh với MC Ngọc Lan. Dạ. Tôi tên Nguyễn Thị Anh Đào, năm nay 44 tuổi, ở Phú Giáo. Hiện tôi là có 3 đứa con. Công việc thì làm tại nhà, may quần áo. Dạ, may quần áo hả chị hả? Nhà gái thì làm thợ may, dạ. Nhà trai thì làm thợ làm bánh mì. Bây giờ thì mình nói chút xíu cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi nhà trai. Tôi thì có một cái tính nhất là sống rõ ràng. Thứ hai là sống rất có nhân cách sống. Và nhất là làm từ thiện. Thứ hai nữa là tôi đã hiến máu nhân đạo này 16 năm rồi. Xác cũng hiến luôn, tôi dọc hết. Nói chung gặp ai bây giờ là khỏi lo chuyện đó. chủ yếu là lo tập trung sống đúng vào một cái cách sống nó đúng nghĩa, thương yêu nhau, cái sự chung thủy là điều quan trọng, chứ không cần gì nữa. Có được khuyết điểm gì không? Nói chung xấu không có, tôi là nội trợ gia đình, là nói chung tôi làm được hết, làm gì cũng được hết. Tai nạn bao nhiêu lần vô bệnh viện tôi cũng không bao giờ chờ ai hết, tự một mình. Để nói bác sĩ mà nói trời sao anh không có người thân, tôi nói giờ người thân thì báo để làm gì, nó phiền, con cái nó nhỏ thì tốt chứ tự mình lo. Bây giờ nhà bên nhà của anh á, ba mẹ anh chị có ở Bình Phước không? À, mẹ thì đã mất rồi, còn ông già thì cũng đang ngoài Hà Nội. Còn anh chị em có ai nữa không? Không có ai luôn. À, mà nhà gái chị có ưu điểm gì? Ưu điểm của em á là rụt rè, nói chung là em thấy chị hơi run. Rồi có Ngọc Lan ở kế bên, chị đừng lo. Từ nào giờ có lên sân khấu? Dạ, nấu ăn đồ nè, nấu ăn giỏi nè. À, chị biết nấu thôi chứ cũng không giỏi. Dạ, sáu thì cũng có sáu gì nhưng mà nó hơi kỳ khô chút. À, ai nói gì không vừa ý là hay mì mít ướt. Mít ướt hay khóc đúng không? Đúng. Bên đây có nhà trai sẽ dỗ, nhà trai rất là bản lĩnh nha, nghị lực luôn á. Hay khóc vậy chắc hay tủi thân lắm hả chị? Hay tủi thân. Chị là có ba em bé rồi hả? Ba bé. Mình ly hôn lâu chưa chị? Chị ly hôn được 9 năm. Nhắc tới vấn đề ly hôn là cô gái của chúng ta xúc động rất là nhiều luôn. Nói chung là họ đã sống vợ chồng không có hạnh phúc. À, chồng chị có người bên ngoài. Nên là chị còn không muốn ly hôn, để kìm sống riết để cho con có cha có mẹ, nhưng mà thấy không được thì chia tay. Lần nó chia tay là anh đánh chị nên thành ra mới chia tay. Em hy vọng là đến với cái chương trình này, chị sẽ tìm được một cái người mà tâm đầu ý hợp với mình, và quan trọng nhất là không có vũ phu với mình. Nói chung là trời đã chị ly hôn chồng được 3 năm, cũng có sống với một anh khác. Dạ. Yeah. Nhưng mà lúc đầu thì anh cũng hứa lo. Vài năm đầu tiên anh cũng lo dữ lắm, lo đủ thứ, quần áo làm hết, chị hỏi phải làm gì, chỉ làm việc bên ngoài thôi. Bước qua năm thứ hai bắt đầu anh lộ là bản chất. Nhiều khi chị đi làm á thì anh ghen, anh nói là chị đi cặp này cặp kia gì đó. Hồi đó là chung là chị đi giao hàng cho công ty á, đi giao tới Long An thì có khi là đi xuống dưới kẹt công là chị phải ở lại qua đêm mới về. Dạ. Rồi ảnh mới nói này nó kia vậy, cái bắt đầu chị mới bỏ luôn. Hiện giờ là chị sống với bé Út, bé giữa thì nó đi qua đi lại thôi, lúc ở với mẹ, lúc ở với ba. Vậy thì bây giờ cái mong muốn cái người bạn trai đi tiếp cái cuộc đời của chị, nó người đó sẽ như thế nào? Chị muốn tìm một người bạn hả, biết chia sẻ, cái gì mình không đồng ý thì mình phải chia sẻ để nói, ví dụ như chị sai thì chị sửa. Dạ. Còn ví dụ như mà thấy ảnh không được gì thì cái đó không được thì chị sẽ nói, thì sửa. Chị cũng có con nhưng mà con thì nó mỗi đứa mỗi nơi, bé lớn thì nó có gia đình ở riêng rồi. Nói chung là chị cần một cái người có thể hiểu, có thể chia sẻ, có thể sửa sai cùng với nhau. Bây giờ anh hãy nói cho em nghe là tiêu chí để tìm người bạn đồng hành sắp tới của anh như thế nào đi. Chủ yếu kiếm nói chung là con người phải biết sống, chia sẻ những khi buồn vui và những cái chuyện gia đình nó, ví dụ có chuyện gì đó thì mình phải ngồi lại nói cho nhau nghe. Dạ. Để mình giải quyết ra chứ không có để như tiếng lớn tiếng nhỏ để nó mất lòng. Để tôi đã có hai người vợ là bị sai lầm cái điều đó mà. Dạ. tôi đã chia tay. Thành ra bây giờ tôi kiếm một người hiểu nhau. Dạ. Còn cái công việc gì đó thì có thể chia sẻ cho nhau, tôi thì tôi làm được hết, tất cả không ngại việc gì hết. Dạ. Quan trọng là điều đó thôi. Dạ. Chị của em cũng y chang như anh, cũng trải qua hai mối tình gọi là cũng không hiểu nhau được, cũng không chia sẻ được với nhau và cũng không sửa sai cùng nhau được. Đó, hai người rất là sợ nhất là phụ nữ là nóng tính, thứ nhất mình nói không nghe mà cứ chỉ biết là mình là người đúng còn không biết là mình là người sai. Thành ra tôi sợ nhất là phụ nữ cái điều đó. Dạ. Đó, bên kia cũng sợ y vậy. Anh có nóng tính không? Không. À. Quyền Linh biết tôi là rất hiền, rất trầm tính, nói chung là làm cái gì phải rõ ràng, dứt khoát. Ngày xưa hai vợ cũ tôi rất nóng tính, khi nào gây lộn nóng tôi sợ con cái nó nghe ảnh hưởng, tôi bỏ đi. Tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Chớ, chị em bên đó đẹp lắm. Để qua coi nhà gái. Nhưng mà được cái nét bề ngoài mà đẹp, mà cái nhân cách tốt nữa thì lại ok. Chị em hơi đẹp đó. Gương mặt hiền hậu ha. Cười rất là tươi luôn ha. Bây giờ thí dụ như ảnh đang làm việc ở Đà Lạt, công việc ổn định này kia, hai vợ chồng lên đó sinh sống được không? Nói chung là giờ trước mắt thì chắc em chưa có đi được, tại vì giờ bé Út lo cho Út đúng không? Anh là không có vướng bận con cái, không vướng gì hết, cho nên là bây giờ nếu mà bên đây muốn lập nghiệp ở tại chỗ của nhà gái luôn được thì hết. Anh có thể đi theo được không? Được hết, tại vì mình có nghề mà đâu quan trọng, như muốn ở Sài Gòn hay làm Sài Gòn, muốn ở đâu cũng được, bây giờ ra đâu cũng được hết. Bây giờ chỉ sắm cái lò thôi. Cái lò đó nhiêu tiền? Nó tiền bạc không quan trọng đâu, cái đó tôi lo được. Thôi bây giờ mở rào cho anh chị gặp mặt thôi nha. Mở rào. Từ từ, chị cứ ngồi yên để cho nhà trai qua. Thôi rồi tiến tới luôn. Có món quà tặng em, dù mình không bấm nút luôn đó, vẫn là một cái kỷ niệm ngày hôm nay. Có mua cũng nhập để tặng anh. Rồi, mời anh. Lịch này là siết cuộc đời của anh ở lại hay sao mà? Em run quá, cô không biết hỏi gì. Thấy anh sao? Nói chung là thấy anh cũng được. Mặt cũng phúc hậu ạ. Nếu mà về mai mốt á, hai mình sống với nhau á là em phải lo. Khi anh mất là em chỉ alo là đại học y dược rước anh đi rồi, chứ không cần phải cái gì hết. Còn hiến máu nhân đạo là anh cứ một năm anh hiến 4 lần. Anh hiến 16 trăm mà tướng anh dự tới giờ đúng 81 kg là 81 kg. Nếu mà hiến máu thì em cũng hiến máu. Một năm em đi có 3 lần thôi. Rất quan trọng cái sức khỏe. Tiền bạc thì mình sẽ làm ra được, còn cái sức khỏe mình không có thì không bao giờ mình có cái gì hết. Nói chung thì với anh ấy thì con cái nó lớn, cuộc sống thì nó ổn định. Còn như em thì con còn nhỏ, vì em còn phải lo cho con, với cuộc sống của em thì nó cũng còn chặt vật lắm. Bây giờ tại giờ đang làm tại Đà Lạt, ví dụ muốn về thành phố tại cái nghề của anh dễ lắm, muốn về Phú Giáo, giờ tại những lò Phú Giáo và cái Bình Dương là bạn bè không, ở Sài Gòn này lò nhiều bạn bè nhiều lắm. Anh làm được tất cả loại bánh. Nói gì buôn bán thì em buôn bán được. Tại ngày trước em bán cơm mà mẹ bệnh rồi ba bệnh rồi con đi học vô học rồi nên không có ai lo nên em phải nghỉ. Anh có thể về Phú Giáo làm điều đó được không? Em thì ở đâu cũng được mà, quan trọng cái người thương yêu mình đã ấy là mình đi đâu. Bây giờ chờ cái cớ thôi đúng không? Có cái nghề là rất là tốt rồi đó. Em có nhỏ gái lớn nó cũng thích làm bánh. Anh nắm tay chị ha, hai người đứng cái bên đây nào. Chị sẽ từ đây hít trên cái tay đó. Bây giờ đầu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Là đây là đến đây là mình cũng đã biết bao nhiêu ngàn người, biết xe tự nhiên cái duyên để cho mình gặp nhau. Thì dù sao đi nữa ai cũng đã bừng gãy gánh rồi, bước đi rồi. Bây giờ mình sẽ bước đi cho dựng trở lại. Anh Ngon em hiểu điều đó. Cảm thấy sao với người đàn ông đối diện nè? Nói cảm thấy cũng ấm áp. Ấm áp ha. Nhưng mà em ướt ướt lắm. Nhà mà anh đừng có la lớn là được. Không, tính anh không bao giờ nói ấy. Buồn là thí dụ giờ ở la buồn anh có cái phòng karaoke anh làm vô anh hát mình. Trời, vậy là hay hát lắm hả anh? Vậy chơi luôn anh ơi. Bây giờ lên chương trình thì thôi hát một đoạn của bài Yêu Em Dài Lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu, anh đã yêu em từ lâu, yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là 1 giây, yêu em cho đến khi ông thôi làm mặt, cho khi loài chim quên lối bay. Nói chung là hôm nay hơi bị rung, nó bị mất. Nói chung là vậy đó. Mình là Thế Kiều, hãy tụi mình trên Speakerboard nha. Mình thích thì mình bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Em rất là tin tưởng vào những cái lời nói của anh Giang. Em tin đây là một người đàn ông rất là thật lòng, và khi anh đến với chương trình cũng là với một cái sự rất tin tưởng và an tâm ở chương trình. Em cũng rất mong hai anh chị sẽ cho nhau một cái cơ hội. Và bây giờ thì hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Anh xin phép em nè.